Thầy xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chuyên Anh sở Hà Nội từ năm 2011 tới thời điểm hiện tại các bạn nhé. Năm nào thầy cũng sẽ hướng dẫn trên kênh YouTube cho các bạn theo dõi các bạn nha. Thì ở những cái video trước đó, thầy đã hướng dẫn năm 11, 12. Bây giờ chúng ta sẽ làm năm 12, 13 các bạn nha. Cũng giống như tuyển tập chuyên Anh thành phố Hồ Chí Minh, thầy hướng dẫn trên YouTube. Chúng ta sẽ làm từng câu với nhau các bạn nha. Các đề chuyên sở Hà Nội thầy không có phải nghe. Nên chúng ta sẽ làm cái phần còn lại của đề thi. Bây giờ chúng ta làm cùng với nhau các bạn nè. Chữ này bạn đọc là man. Bạn nào đọc là min min là sai đó nha. Quá khứ đọc là man. Chữ này bạn đọc là steak làm a nè. Đây chính là cái từ bánh mì. Còn chữ này là head làm e nè. Câu số 1 chọn thầy của B đúng. Tiếp tục các bác. Cái từ extensive bạn đọc âm T. Rồi thuốc trừ sâu á bạn đọc âm T luôn. Cái từ học viện á thì T luôn. Rồi chữ này bạn đọc là congratulate là âm chờ đó. Này âm chờ nè. Đấy. Rồi bạn chọn thầy câu D đúng. Nha. Tiếp tục các bạn nè. Câu tiếp theo. Đây chính là chính quyền. Âm ớ nha. Tropical nè. Âm o. Cái từ correspond á, âm o luôn. Economic âm o luôn. Cơ bản câu số 3 các bạn chọn A đúng. Tiếp tục các bạn. Cái từ chương sách á, âm e nha. Treasure e. Cái bảng điều khiển á, âm e. Còn cái tàu á bác, cái tàu. Rồi bạn đọc cho thầy là âm âm o hoặc âm a. Tóm lại câu 4 chọn B nha. Tiếp tục nè, thầy chuyển câu theo nè. Đây chính là từ cổ đại nè, âm s các bạn nè. Rồi chứng cứ âm s nè, nhỏ nè, S nhỏ này, chữ này dễ rồi, làm nhanh. Đó, dễ làm nhanh. Tóm lại chọn của A. Câu nào dễ làm nhanh. Xong nha. Bạn có từ tấm hình á. Chào toàn lê nha. Thì chào toàn lê. Bạn đọc là photograph. Nhưng bạn có cái việc mà nhiếp ảnh gia đó. Bạn đọc là photography. Đó, vần hai nè. Bỏ chữ Y đi nhấn vần 1. Có chữ Y nhấn vần 2. Rồi mà nói đi nè. Hai nè. Rồi cái từ nghiệp dư đó, vần 1 các bạn nè. Nha. Ờ cái từ anh hùng á, hai nè. Rồi tóm lại chọn C. Câu số 6 chọn hiệu C đúng. Câu số 7 các bạn nè. Thì bạn có từ comfortable. Ờ poly vần 2 nha. Poly. Đây, vần 2. Rồi bạn có cái từ uncontrol vần 3. À, cá li ti có y ti nhấn chữ nó. Tóm lại trong câu này từ từ nha, coi nó sẽ sai ta. Politician đó thầy nãy đã nhầm rồi, chỗ A đúng rồi, có A đúng các bạn. Rồi xong nè, tiếp tục các bạn. Thầy có cái từ managerial phần 3 nè, nation phần 4 nè, unbelief vần phần 3 các bạn nè. Ở bí bí là ba nè. Tóm ra thì chọn của B phần 4. Câu 9 các bạn nè, materials vần 2 các bạn nè, embroider 2 nè. Rồi bạn có từ volcano vần 2 các bạn nè, earthquake 2 1 luôn. Chọn thay câu câu này đúng. Xong, tiếp tục cơ sở hạ tầng phần 1 nha. Infrastructure đó. Rồi bạn có từ parade vần 2. Cái từ distinct vần 2. Spear vần 2. Thầy chọn có A đúng nha. 10 câu word form chúng ta đã xong. Rất nhẹ nhàng tình cảm các bạn nha. Rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Bây giờ chúng ta chuyển sang mấy câu ngữ pháp nha. Mấy câu ngữ pháp. Thì trong câu này
cái đội này đó bác chiến thắng chức vô địch 4 năm liên tục là consecutive. À, bạn đã chọn thầy câu consecutive, bạn chọn được A đúng nè, running. Rồi đây chính là 4 năm liên tục, cho chúng ta chữ running, ta chọn chữ running. Thầy qua câu tiếp theo này. Nhà là một nền tảng, từ cái nền tảng mà chúng ta đi ra thế giới với sự tự tin, chọn xe. Thầy qua câu số 3. Anh ấy không thể nào thuê được chiếc xe cũ, huống chi là, thì trong tiếng Anh chữ huống chi là viết làm sao? Huống chi là đó bác. Các bạn có những chữ gọi là tương tự nè, much less nha, hoặc là even less, hoặc là still less, hoặc là let alone, huống chi là. Rồi câu số 3 chỗ A. Mấy câu đánh lừa thôi. Câu 4 các bạn nè. Thì nhà máy này trả rất nhiều tiền cho nhân viên, cái người bị thương trong vụ nổ. Trả rất nhiều tiền là pay out. Đó, câu 4 chọn được B đúng. Trả rất nhiều tiền là pay out các bạn nha. Câu 4 chọn được B. Thầy chuyển qua câu số 5 các bạn nha. Câu số 5. Bố anh ấy về hưu bởi vì sức khỏe, bởi vì đây, bởi vì là của C. Rồi, của C đúng. Câu A là đại diện cho, thay mặt cho. Cô ấy mắc bệnh là go down with hoặc là come down with. Go in for là thi đấu, là thích, không đúng nha. Go over là go over là ôn lại, không đúng nha. Go through, trải qua, không học nghĩa. Ở đây căn bệnh, come down with. Thầy qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu theo nè. Dù cho họ chỉ được mời ăn trưa, nhưng mà họ tiếp tục ở lại cho đến tối luôn. Trong câu này các bạn nè, bạn đã chọn thầy câu số 7 của A đúng nha. Stay on á. Có nghĩa rằng tiếp tục ở lại nha. Stay on, tiếp tục ở lại sau đó. Không có mấy chữ này nữa nha. Không có ở một cái nơi nào đó. Thầy qua câu số 8 các bạn nè. Câu số 8. Thì trong câu này bạn có chữ with. Hồi nãy thầy nói các bạn đó, cái từ time with. Bên cái đề hồi nãy thầy nói bên cái đề chuyên Anh thành phố Hồ Chí Minh đó. Time with là hòa. Đó, nước Anh hòa 22 với Đức. Mấy chữ này không có quýt đâu nha, không quýt. Rồi thầy qua câu số 9 các bạn nè. Câu 9. Thì anh ấy nghĩ có một con rắn kế bên khi anh ấy nghe được âm thanh xì xì của con rắn. Nè, con rắn nó kêu chữ này nè. Đó. Âm thanh của radio hoặc cái cục gỗ. Người ta chọn B nha. Còn con heo nhỏ, những đứa trẻ, âm thanh nó tạo ra cái này nè. Sâu bọ ruồi tạo ra cái này nè. Tóm lại con rắn chọn A. Thầy qua câu số 10 các bạn nha. Câu số 10. Khi bạn bỏ một vài muối vào nước nóng, nó sẽ hòa tan. Đó, câu A sai nha. Câu A là quá khứ. Thầy cần V1. Cái này làm mềm ra, biến mất, không biến mất rồi nha. Bạn không thấy nó nhưng bởi vì nó đã biến cái chất khác, đây là hòa tan. Thầy qua câu số 11 các bạn nè. Câu số 11. Nani là một thành viên gì đó của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Thì trong câu này đó bác, các bạn sẽ dễ nhầm lẫn với câu A và câu C nha. Còn chữ này là dài hạn, chữ này là nhẫn nại. Thì trong câu này đó, nếu mà hàng hóa đó, người ta hãy dùng chữ này nè nha. Một thành viên rất trung thành với một câu lạc bộ. Ở trong câu này bạn chọn thì câu C đúng nè, long standing. Trong câu này
cái từ hàng hóa đó bác, hoặc là cái mối quan hệ đó, ví dụ như này đó, một thành viên trung thành rất lâu với một câu lạc bộ long standing qua nhiều năm tháng. Thì trong câu số 12 chỗ này bạn có cái từ đèn chiếu sáng của xe hơi, cái gì đó của đèn chiếu sáng xe hơi từ chiếc xe phía sau đấy đã làm lóe mắt ông này. Câu số 12 bạn nào chọn thay cái sự sáng chói. Câu số 12 chọn B đúng nè, cái sự sáng chói. Bạn đừng chọn câu A nha, câu A là nhẹ đó, nó không liên quan tới ánh sáng nha, đây là cái sự sáng chói, không có vĩ đại gì đâu. Còn đang câu này là lấp lấp lánh lấp lóe, ở đây phải chói sáng thì mới làm mờ mắt các bạn nha, đó mới làm mờ mắt. Thầy và các bạn vừa mới xong một phần của đề thi chuyên Anh sở Hà Nội các bạn nha, đó sở Hà Nội. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tất cả những đề thi này trên kênh YouTube Auto Channel của thầy. Thầy cảm ơn các bạn theo dõi nha, cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi và ủng hộ video của thầy. Các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn. Rồi, rất rất nhiều luôn. Thầy sẽ dừng tại đây các bạn nha. Thầy sẽ dừng tại đây.